Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về một cái mô hình là trồng bí hồ lô Cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận chung kênh của mình á Thì mình thấy có rất là nhiều bạn đã bình luận vào kênh của mình Nhưng mà mình không có thời gian để mình trả lời nữa Thì hôm nay thì mình sẽ rép bằng cái video ha Thì mong rằng là các bạn có thể là xem được nha Thì ở đây là có một bạn tên là Đại Nguyễn nè Thì bạn này bạn đang ở ngoài Bình Thận á và bạn cũng có một số vấn đề bạn hỏi mình về cái chủ đề là trồng bí Là hiện tại là bạn đang trồng bí hồ lô Nhưng mà cái lỗ cách lỗ của bạn là bạn bỏ hạt các bạn là tới 3 hạt cho một lỗ Và khoảng cách của bạn mà trồng là tới một mét rưỡi lận. Và hàng cách hàng là nó là 3 m Bạn hỏi mình như vậy là nó có chuẩn hay không? Thì đối với mình các bạn thì cái cách trồng bí hồ lô của mình hồi xưa giờ các bạn mà xem kênh mình thì các bạn cũng đã biết là mình là một lỗ như vậy thì mình chỉ trồng là một hạt thôi và cái hàng khách hàng cũng của mình đó là cũng từ là 3 mét cho đến là 3 mét rưỡi và khoảng cách trồng của mình đó là từ 5 cho đến là 6 tấc nha các bạn ha và cái giống bí mà mình hay trồng nhất các bạn đó là giống bí là đồng tiền vàng hai nữa là hưng nông và ba nữa là cái giống là phương nam nha các bạn ha đó thì ba cái giống đó thì là mình hay trồng nhất về cái khoảng cách thì bạn không cần phải là tới một mét rưỡi đâu mà khoảng đâu là sáu tấc là được rồi và mỗi chèo như vậy á mỗi gốc á thì mình sẽ lấy là ba chèo còn nếu như mà bạn trồng mà ba hạt á mà vô một gốc á mai mốt mình lấy chèo á các bạn thì nó rất là khó luôn ví dụ như nó bò lung tung luôn á các bạn nó khi mà nó chèo nó ra các bạn tại gì á là khi uh, bí của mình mà nó đạt đâu là từ 7 cho đến 8 lá là mình sẽ mình bắt đầu là mình đã ngắt ngọn cho nó rồi và những trong những cái ngọn đó các bạn và những cái thân cái thân bí đó thì nó sẽ ra những cái ngọn chèo nó thì khi mà nó ra những cái ngọn chèo mà nhiều như vậy các bạn thì nó nó không có quan hợp được nếu như là một góc mình trồng tới ba hạt các bạn mình nó không có quan hợp được thì do đó thì các bạn chỉ trồng được là một góc thôi như cái mô hình mình đang quay cho các bạn xem nè các bạn dòm kỹ đi nè cái khoảng cái hàng khách hàng của nó là tới là ba mét rưỡi nha các bạn ha cái khoảng cách là nó chỉ tầm lâu là từ 5 cho đến 6 tấc thôi nếu như mà mình lấy cái khoảng cách là khoảng đâu là 5 tấc thì mình sẽ lấy là ba chèo còn nếu như là sáu tấc thì mình sẽ lấy là bốn chèo nha các bạn ha và trên những cái lượng chèo đó thì mình sẽ lấy tầm đâu là một đến hai trái nha các bạn ha còn cái phân mà mình hay dùng á cái phân là 20 20 15 cộng với thằng canh si bo nha các bạn ha trong cái quá trình mà nó ra trái thì mình nên chủ động là mình đi thụ phấn cho nó nha các bạn ha còn nếu như là các bạn để mà tự nhiên á các bạn thì khả năng mà đậu quả của nó rất rất là thấp có thể là nó bị vàng và rụng á khi mà có những con ong bướm á các bạn mà nó không có thụ phấn được nha mọi người nha đó. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn bị vàng vàng cái, cái 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 bí non các bạn mà nó vàng rụng á. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân nha mọi người ha. Mọi người mà trồng mà cái khoảng cách mà nó gần quá, cái con ong bướm các bạn nó không có bay vô mà nó thụ phấn được á thì nó cũng bị vàng rụng. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình trồng vào những cái tháng mưa á thì nó cũng bị vàng rụng nha các bạn ha. Thì hôm qua thì cũng có một anh á ảnh ở bên Vĩnh Long á thì anh này anh hỏi mình á là anh tính trồng bí mà anh hỏi mình là trong cái thời điểm này là mình có trồng bí được hay không thì mình nói thẳng với ảnh luôn là đừng có nên trồng bí vào cái tháng mưa mà chúng ta nên trồng bí vào những cái tháng nắng thì nó sẽ rất là hiệu suất nha các bạn ha đó ở đây là mọi người dòm cái vườn bí nè nó lên rất là đều nha các bạn ha thì ở đây thì mình lấy một gốc bí như vậy là mình lấy là ba chèo nha các bạn ha và mình có lót rơm cho nó luôn đó và cũng đi là hệ thống ống nước luôn thì sẵn trả lời cho các bạn một số vấn đề về hệ thống ống nước nè thì một công đất á, thì nếu như mà anh em đi hệ thống ống nước mà những cái ống mà thường thường á, như ở đây mình đi ống qua sen á, thì nó tầm đâu khoảng đâu là hơn 3 triệu nha các bạn ha đó và bét thì mọi người nên lấy cái bét nhiễn ha và khi mọi người tưới tứ, tứ bí thì nó sẽ ổn hơn và nó không có hao cái lượng nước nữa còn nếu như mà anh em mà lấy những cái bét mà nước nhiều á, thì nó rất là hao nước nha trong cái, trong cái mùa nắng nha đó thì bí mà trồng vào những cái mùa nắng các bạn thì nó sẽ không có bị bệnh như bệnh như là sương mai này nọ nha các bạn ha vào những cái tháng mưa các bạn thì nó rất là hay bị bệnh sương mai cũng như là nó bị chết nhát ha đó còn giá bí vào những tháng nắng thì nó sẽ rơi tầm đâu là từ 5.000 trở lên các bạn ha và cũng tùy vào cái tỉnh nữa ở đây thì mình chia sẻ chung chung cho các bạn đây mình quay cho bạn xem nè vườn bí này thì trong giai đoạn đó là nó đang làm quả nha các bạn ha cái thời điểm này mọi người nên xịt cái con là rùa vàng chích trái ha mọi người sử dụng thằng bê răng hoặc là hàng alpha cua cool nha các bạn ha hoặc là các bạn có thể là dùng những cái chai mà dẫn dụ nó cũng được nha mọi người ha nếu như là các bạn có điều kiện thì các bạn sử dụng cả hai luôn cũng được nha nó thì ở đây mọi người quay tổng quan cho mọi người xem dừng bí nè đó là khoảng cách cũng như là cái hàng khách hàng là nó như thế nào nha nó thì hôm nay thì mình chia sẻ cho bạn vậy ha bạn nào thấy mình chia sẻ cũng được được thì cho mình một cái nút like cũng như một nút đăng ký ha thì khi mà các bạn nhấn like vậy đó thì nó sẽ lan tỏa cho những cái người bạn mà đang làm giường giống như mình nha các bạn ha đó kiểu như vậy đây mọi người nhìn bí nó cũng khá tốt nha các bạn ha ở đây thì mình cũng có dưỡng đó rồi dưỡng đó, mình dưỡng ngọn thì mình có thể mình sử dụng thằng atonit là được rồi nha mọi người ha mọi người không phải sử dụng những những cái dòng thuốc như đề ca đâu cho tốn tiền xài những dòng thuốc mà rẻ rẻ thôi là xịt là được rồi rồi nha mọi người nha với lại trời nắng mà các bạn mà trồng mà đảm bảo một cái được cái lượng nước á, thì cây bí của mình nó rất là rất là tốt cũng như là nó không có bị, bị bệnh bậy bệ nha mọi người nha ở quay sơ uh, sơ cái nữa là mình cho các bạn xem nha rồi rồi thì video mình chia sẻ tới đây thì cũng xin uh, được uh, mến chào nha